Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Linh nói lời thâm độc trước khi ra tay sát hại ông Minh. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Tình Yêu Bất Tử. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ai cũng vui mừng khi thấy bệnh tình của ông Minh đang tiến triển rất tích cực. Tay chân ông linh hoạt hơn, miệng đã mất máy nói được vài từ đơn giản. Ông lúc nào cũng cố gắng nói Hằng như muốn ra hiệu với cả nhà rằng phải cẩn thận với bà Hằng. Nhưng chỉ một từ, chẳng ai có thể hiểu được những lời cảnh tỉnh của ông. Ông nhớ tới sự hận thù cùng những lời cay độc của bà Hằng, nhớ tới những biến cố liên tục ập vào Trần gia từ việc ông gặp tai nạn, rồi lâm suýt vướng vào vòng lao lý, tới việc Thu Thảo không phải con gái Trần gia. Ông lại cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ, cố gắng kết hợp với phương thức điều trị của ông Tân với hy vọng mình sẽ sớm bình phục, có thể nói tròn vành rõ chữ. Sau vụ việc Vân Anh lộ thân phận thật là uyên thi khiến Lâm đau buồn, sa đà vào rượu chè. Linh đã đến nhà của Lâm với lý do là để thăm tình hình của anh ấy, nhưng thực chất là cô ta muốn thăm dò mọi chuyện xem như thế nào. Trước dáng vẻ buồn bã của anh ấy, Linh giả vờ nói rằng cô ta cũng không ngờ là Thi lại có thể tàn nhẫn với Lâm như vậy. Cô ấy đã làm cho Lâm thừa sống thiếu chết, bây giờ lại còn tiếp tục cố gắng tiếp cận Lâm để điều tra gì đó. Cô sau đó lấy viện cớ muốn ở lại chăm sóc bà Ngọc và theo dõi tâm trạng của Lâm để ở lại Trần gia. Nhưng ý đồ thâm độc hơn chính là lợi dụng lúc mọi người đang tập trung vào chuyện Vân Anh, cô sẽ tiếp tục ra tay với ông Minh. Lời hứa hẹn với bà Hằng, Linh vẫn đang phải cố thực hiện. Bà không những nắm được những điểm yếu của cô mà giờ đây, cả hai người còn đang cùng một chiến tuyến. Bà lại còn vừa giúp cô hợp tác với ông Tài. Bao nhiêu đó cũng đủ để Linh sẵn sàng thực hiện tội ác đã hứa hẹn trước đây với bà. Dù đã sử dụng thuốc độc bỏ vào sữa để khiến sức khỏe ông Minh ngày càng sa sút, cô vẫn thấy cái chết của ông đến quá lâu. Nhưng lúc đêm khuya, mọi người đã say giấc, cô qua phòng ông Minh để nói những lời độc ác từ sâu trong đáy lòng. Chú à, xin chú đừng trách tôi. Là do chú gây thù chuốc oán với bà Hằng. Hơn nữa, nhờ có cái chết của ba tôi mà chú mới có thể sống được tới ngày hôm nay. Coi như chú cũng may mắn lắm rồi. Giờ đây chú không còn cách nào khác, con phải giết chú. Chú cứ xem như là trả mạng lại cho cha con nha chú. Lời nói thâm độc, gương mặt hung hăng, Linh giờ đây như một con quỷ đội lốt người, sẵn sàng ra tay bất cứ ai. Thế rồi cô ra tay với liều lượng thuốc độc mạnh, khiến ông Minh vĩnh viễn ra đi. Ngay sau đó Linh lập tức rời khỏi phòng như chưa hề có điều gì xảy ra. Sáng hôm sau, bà Ngọc bước vào phòng của ông Minh. Bà mở rèm cửa, giọng hớn hở, Minh à, vậy thôi để tôi giúp mình ăn sáng rồi chúng ta đi dạo vài vòng. Hôm nay trời nắng đẹp lắm, nhưng lần này chẳng thấy ông Minh có phản ứng gì. Bà vội vã bước tới gần ông thì thấy gương mặt ông tím tái, chẳng còn dấu hiệu sự sống. Bà hét lớn truy hô tất cả mọi người, ai nấy đều vội vàng chạy tới. Thấy cảnh tượng này, chẳng ai có thể kìm được nước mắt. Lâm chết lặng, mẹ à, chuyện này là thế nào? Chẳng phải ba đang rất khỏe mạnh hay sao? Bà Ngọc không thể chịu được cú sốc, bà khóc như mưa, như chưa bao giờ được khóc. Dì Hiếu bù loa, anh hai ơi, anh đừng làm em sợ. Ông Chiến cũng không kiềm chế được cảm xúc, ông chủ ơi, ông làm người tốt, tại sao số phận của ông lại hẩm hiu thế này? Thu Thảo thì nắm lấy tay ông Minh, ba ơi, xin ba đừng bỏ con. Trong thời khắc ấy, chỉ có Lâm cố gắng giữ bình tĩnh để làm trụ cột cho cả nhà, còn Vân Anh thì phân tích xem chuyện gì đang xảy ra. Dù không muốn tin, nhưng ai nấy buộc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng, ông Minh đã vĩnh viễn sang thế giới bên kia. Giờ là lúc Linh thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Linh mang gương mặt sợ hãi, chạy thẳng vào phòng ông Minh khóc nức nở. Chú ơi, mấy ngày trước con tới thăm chú đã khỏe lại nhiều rồi, sao giờ lại âm dương cách biệt? Chú ơi, dù chú và cô không sinh ra con, nhưng ơn nghĩa cô chú dành cho con luôn ghi lòng tạc dạ. Quả thật, những ai nghe những lời tâm sự cùng bộ dạng của Linh đều cảm thấy xót thương, đồng cảm với cô nàng. Bà Hiếu vội chạy tới an ủi, Linh à, chuyện này là điều không ai mong muốn. Giờ chúng ta cần phải kiềm chế cảm xúc để lo hậu sự cho anh hai, để anh ấy có thể thanh thản ra đi. Linh giả bộ buồn bã, dì Hiếu ơi, con biết rồi. Linh còn cao tay ở chỗ luôn ở bên động viên, an ủi bà Ngọc, tỏ ra là cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Và rồi khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của ông Minh, thì tá hỏa phát hiện ông mất là do trúng độc. Cả nhà ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Sau khi lo hậu sự cho ông Minh, Linh tìm cách dùng ba tấc lưỡi của mình, đẩy tội danh đầu độc ông Minh lên đầu Vân Anh. Cô nàng thầm nghĩ, nếu vậy thì đây đúng là một mũi tên trúng hai đích. Cái chết của ông Minh vừa khiến cô nàng có được lòng tin của bà Hằng, vừa giúp cô nàng loại bỏ được cái gai trong mắt là Vân Anh. Sau khi ông Minh mồ yên mã đẹp, cô nàng gặp bà Ngọc, tìm cách khơi chuyện,
Cô à, dì Hiếu à, làm sao chú có thể trúng độc cơ chứ? Chẳng phải gia đình mình lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh chú, chăm sóc cho chú từng miếng ăn giấc ngủ, cũng không có người lạ vào nhà mình. Rốt cuộc tại sao chú lại bị như vậy? Cô nàng không quên dùng vài giọt nước mắt cá sấu tỏ ra xót thương. Bà Hiếu vốn nhiều chuyện, thế vậy bồi thêm, đúng vậy đó chị hai. Rõ ràng em đi chợ mỗi ngày, đồ ăn thức uống đều được lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa, em nấu chung cho cả nhà mà có ai làm sao đâu. Lẽ nào có kẻ cố tình muốn ám sát anh hai? Liệu rồi hành vi giết người của Linh có bị Lâm điều tra và phát hiện? Cái chết của ba có làm Lâm thức tỉnh một lần nữa để chèo lái đại dương qua lúc khó khăn này? Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Tình yêu bất tử. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.